tiếng anh cho ngành du lịch trong bài học 1, chúng ta đã học cách tự giới thiệu qua điện thoại và biết khi nào thì nên dùng good morning, good evening cũng như một số từ khác để chào hỏi. Chúng ta cũng đã thực tập cách sử dụng ngày tháng và mẫu tự phát thanh quốc tế. Chúng ta đã thực tập cách xưng hô sao cho phù hợp. Chúng ta đã biết cách nói chức vị của khách, cùng là tập sử dụng từ certainly thay cho từ yes khi cần phải tỏ ra trình trọng hơn. Trong bài này, các bạn sẽ học cách sử dụng từ and để câu hỏi nghe em tai hơn, các bạn cũng sẽ học cách yêu cầu người khác diễn tả rõ ý hơn và trả lời như thế nào khi có người nói Thank you. để cảm ơn các bạn. Trước khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu nói về đề tài nhận giữ phòng qua điện thoại. Plaza Hotel, good morning, Leo speaking. Ah yes, I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night? Certainly. A single room is $120 American per night. Fine. And when would you like the rooms? From the 25th to the 28th of September. Arriving the 25th of September and leaving on the 28th. 3 nights? That's right. Just a minute, please. Yes, we have rooms available then. You require two single rooms? Yes, thank you. Can I have your name, please? My name is Mona White. And your father's name, Miss White? Jack Weber. Could you spell the surname, please? Sure. W-E-W-B-E-R. -double, -e double P for Papa? No, double B for Bravo. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này trong bài học hai nhận giữ phòng qua điện thoại. And how will you be paying for your room, Miss White? By credit card. Both rooms on the same card? Yes. Your card number, please. Double four three four one two three four five six seven eight double nine oh two. Double one zero two? No, double nine zero two. Thế các bạn có nắm được ý chính cuộc đối thoại hay không? Alio ghi lại số thẻ tín dụng, tức credit card của Cô Mona White để làm tin. Xin các bạn nghe phần đầu cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. And how will you be paying for your room, Miss White? Và thưa cô White, cô tính trả tiền phòng như thế nào? By credit card. Bằng thẻ tín dụng. Các bạn để ý xem anh Leo chỉ dùng mỗi từ and để chuyển sang đề tài khác. Anh đề cập đến thẻ tín dụng. Nếu không dùng từ and, thì câu hỏi của anh có vẻ như quá cọc lốc. Mời các bạn nghe và lặp lại. And how will you be paying for your room, Miss White? And when would you like the rooms? And your father's name? Bây giờ chúng ta hãy nghe phần đối thoại kế tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Your card number, please. Xin cô cho biết số thẻ tín dụng. Double four three four. Bốn bốn ba bốn. One two three four. Một hai ba bốn. Five six seven eight. 5678 9902 9902 1102 0, 9, 9, 0, 1, 1, 0 2, phải không? No, double 9902 Dạ không, 9902 Như các bạn thấy, khi đến vần và nói các con số, nếu cần phải lặp lại một mẫu từ hay con số nào đó, ta sẽ dùng từ double, thí dụ như double B, hay double four. Mời các bạn nghe và lặp lại. Double M Room R double O -oh M Double eight Six double O -oh two Một điểm khác cần lưu ý là khi đọc con số không, các bạn có thể đọc là zero hay o. Trong tiếng Anh, cả hai kiểu nói này đều có ý nghĩa như nhau và được dùng lẫn lộn để diễn tả con số zero. Tuy nhiên, ta chỉ nói double o chứ không nói double zero. Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. And how will you be paying for your room, Miss White? by credit card. Both rooms on the same card? Yes. Your card number, please. Double four three four, one two three four, five six 1234 5678 9902 oh 1102 No, 9902 double four three four one two three four five six seven eight double nine zero two That's right Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch do Đại Úc Châu thực hiện. Bài học 2. Nhận giữ phòng qua điện thoại. Listen 2. Taking a reservation over the phone. Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Double one zero two. No, double nine zero two. And the expiry date. Eleven. Could you repeat that, please? November this year. Thank you. I've booked two rooms for Miss White and Mr Weber from Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Thank you. You're welcome. We'll see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Goodbye. Goodbye. <cười> 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 các bạn nghe phần đầu thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. one 112... zero 02, phải không? No, double nine zero two. Dạ không phải, 9902. And the expiry date? Thế thẻ hết hàng ngày nào? 11. 11. Could you repeat that please? Có làm ơn nhắc lại được không? November this year. Tháng 11 năm nay. Các bạn hãy để ý xem anh Leo kiểm tra những gì Mona White nói như thế nào nhé. Double Anh Leo nhắc lại dưới dạng câu hỏi điều anh nghĩ rằng anh đã nghe thấy. Anh nhấn mạnh những chữ anh còn nghi ngờ. Tới đây, mời các bạn để ý xem anh Leo nhắc lại những gì cô Mona nói và lặp lại theo đúng ngữ điệu của anh. The 25th of September. The 25th of September. Double nine zero two. Double nine zero two. Để hiểu rõ ý người nói, Alio còn sử dụng câu hỏi sau đây. Could you repeat that please? Cô làm ơn nhắc lại được không? Xin các bạn nghe và lặp lại những câu sau đây. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Bây giờ chúng ta hãy nghe phần đối thoại kế tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thank you. Cảm ơn. I've booked two rooms for Miss White and Mr. Weber. Tôi đã giữ hai phòng cho cô White và ông Weber. From Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Từ thứ tư ngày 25 đến thứ bảy ngày 28 tháng 9. Thank you. Cảm ơn anh. You're welcome. Có gì đâu cô. We'll see you on the 25th, Miss White. Hẹn gặp lại cô vào hôm 25, cô White nhé. Thanks a lot. Goodbye. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh. Goodbye. Chào cô. Xin lưu ý để giữ phép lịch sự, chúng ta nên đáp lời khi có người nào đó cảm ơn chúng ta. Anh Leo nói. You're welcome. Có nghĩa là có gì đâu. Đây có lẽ là câu nói thông dụng hơn cả. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nói. My pleasure. Có gì đâu. Hay sử dụng kiểu nói phổ biến trong xã hội úc. No worries. Có nghĩa là đừng bận tâm. Mời các bạn nghe và lặp lại. You're welcome. My pleasure. No worries. Bây giờ mời các bạn nghe và lặp lại từng câu nói của anh Leo trong phần chót cuộc đối thoại. And expiry date? 11. could you repeat that please? november this year. thank you. i've booked two rooms for miss white and mr webber. from wednesday the 25th to saturday the 28th of september. Thank you. You're welcome. We'll see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Goodbye. Goodbye. Plaza Hotel. Good morning. Leo speaking. Ah, yes. I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night? Certainly. A single room is one hundred and twenty dollars American per night. Fine. And when would you like the rooms? From the twenty fifth to the twenty eighth of September. Arriving the twenty fifth of September and living on the twenty eighth, three nights? That's right. Just a minute, please. Yes, we have rooms available then. You require two single rooms? Yes, thank you. Can I have your name, please? My name is Mona White. And your father's name, Miss White? Jack Weber. Could you spell the surname, please? Sure. W E B B E R. Double P for Papa? No, double B for Bravo. And how will you be paying for your room, Miss White? By credit card. Both rooms on the same card? Yes. Your cut number, please. Double four three four one two three four five six seven eight double nine oh two. Double one zero two? No, double nine zero two. Double four three four one two three four five six seven eight double nine zero two? That's right. And the expiry date? Eleven. Could you repeat that, please? November this year. Thank you. I've booked two rooms for Miss White and Mr. Weber from Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Thank you. You're welcome. We will see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Bye. Goodbye. Goodbye. Could you repeat? Could you repeat? Could you repeat that please? O O2 could you repeat could you repeat? could you repeat that please O2 or O2 three thưa quý bạn tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Trong bài học 3 vào kỳ tới, chúng ta sẽ nói về thủ tục nhận phòng. Vậy mời quý bạn nhớ đón nghe.